Chào các bạn, mình là Thanh Tân, hiện là một YouTuber với hơn 5 năm kinh nghiệm về lĩnh vực YouTube. Mình đã chia sẻ và giúp đỡ cho hàng trăm người có các kiến thức về máy tính. Ngày hôm nay mình đến đây để muốn chia sẻ, giúp đỡ các bạn cách cắt và ghép hình ảnh chỉ với một click trên website Remove như thế nào. Cho dù bạn là một nhà thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh gia hay người yêu thích xẹp line thì việc xóa nền chưa bao giờ dễ dàng như thế này. Hy vọng rằng công cụ này sẽ giúp các bạn tiết kiệm được thời gian và tiền bạc khi mà trước đây chúng ta dành nhiều thời gian để tách nền ảnh ra khỏi nền và nó hoàn toàn tự động 100%. Và chúng ta cùng bắt đầu vào bài học ngày hôm nay các bạn nhé. Đầu tiên các bạn vào cái trình duyệt cốc cốc để đăng nhập vào cái trang Remove. Các bạn vào remover.bg. Đây cửa sổ giao diện chính của website Remove. Trên cửa sổ website này thì các bạn chọn vùng màu xanh này, phần Select a Photo nhé, để chọn ảnh các bạn cần tách nền. Ở đây ví dụ mình chọn cái ảnh này. Đấy, các bạn chỉ việc chọn vào thôi và máy sẽ tự động xử lý cho các bạn. Đây là cái ảnh gốc và đây là ảnh sau khi tách nền. Thì các bạn muốn sử dụng để ghép ảnh trong Photoshop thì các bạn thể download ngay để lấy PNG để ghép và xử lý trong Photoshop. Nhưng mà ở đây hôm nay mình chia sẻ, mình muốn chỉnh sửa trực tiếp trên website này. Thì các bạn chọn Edit. Trên Edit này thì nó có phần đầu tiên là phần xóa và phần phục hồi. Đây ví dụ như bạn muốn phục hồi cái phần nền vừa tách thì các bạn đấy chọn vào đây. Đấy, mình ví dụ vậy. Nếu mà bạn muốn xóa cái nền này đi thì bạn chọn cục tẩy này. Để chúng ta để hoàn thiện chức năng xóa. Chúng ta có thể xóa thêm vào cái bức ảnh này. Tùy vào nếu mà bạn cảm thấy là nó cắt chưa được tốt, nhưng mà đây là cắt được rồi thì mình không sử dụng công cụ này. Trên phần background có phần color và photo. Phần color này thì các bạn sẽ dùng để lấy nền màu đơn sắc. Đây, các bạn có thể chọn vào đây thì các bạn lựa chọn màu mà các bạn mong muốn, hoặc là các bạn trên tab này các bạn có thể thay đổi vào đây. Trên tab này các bạn có thể thay đổi vào đây chọn màu. Ở đây mình muốn chuyển màu Hàn Quốc thì mình sẽ chọn màu hơi vàng vàng, tím tím một chút. Đấy, màu vàng vàng này. Đấy. Rồi các bạn chọn OK. Và lưu cái máy. Đây là cái ảnh khi mà ta đã tách nền. Rất là nhanh phải không các bạn? Hoặc là các bạn có thể vào phần photo này để thay đổi nền cái ảnh nền khác. Đây nó rất là nhiều nền để cho các bạn tự động chọn, hoặc các bạn vào trực tiếp website để bạn tải cái nền mà bạn thích nhá. Thì ở đây trên nền nó có lót hết rồi thì mình chọn thôi. Đó, nó sẽ hiện ra như vậy. Đây, tùy các bạn chọn nền nhé. Tùy các bạn thích là chọn nền gì. Ví dụ như là mình sẽ thích cái nền như này. OK, bạn chọn OK, bạn xem vào máy. Đây là ảnh nền mà sau khi tách này. Rồi tôi phải giới thiệu về cách cắt ghép chỉ với một click trên website Remove mình đã giới thiệu xong cho các bạn, và hẹn các bạn trong các video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký ủng hộ kênh mình nhé.